Ở đây thì những cái xôi để chuẩn bị ra bánh dày thì đã được các cô gái người Mông xôi xong rồi các bạn ạ. Đó, bây giờ là sẽ là cái công tác chuẩn bị cho vào để giã. Đây là những cái nồi xôi này các bạn ạ, nồi xôi ra bánh dày của người Mông. Ok kìa, cái bếp xôi thì ở bên kia đó. Kia là khu vực xôi xôi thổi xôi để ra bánh dày các bạn ơi. Đây. Đây là những cái nồi xôi do là thi rất là nhiều nên là sẽ được xôi ở trong cái nồi này. Đấy, đây này. Đây là những cái nồi xôi này các bạn này. Ai mỏng quá. À, chỗ xôi của mình đây hả? Cho em xem tí được không? Xem đi. À, thì mở hộ em tí được không? À, đây, nồi xôi để chuẩn bị ra bánh dày đây các bạn này. Mình xôi bằng ghép nếp đấy, gạo gì đấy? Gạo nếp nhưng mà là gạo nương mình à hay là... Của người Mông nhỉ? À? À, đó. Đó là xôi nếp của người Mông ạ. Xôi nếp nương của người Mông ạ. Nhà đội mình là đội gì hả à, chị? Đội mùa dề ạ, đội xã mùa dề. Chỉ có một cái bộ vòng rất là khủng các bạn ạ. Bộ vòng bạc à, khó lắm. À, nay là chín rồi gì chị? Chín rồi. Bây giờ chỉ đợi là đem lên là cho các anh giã hay là các chị giã? À, các em và các chồng của các em. À, chủ yếu là chồng giã thôi chứ đúng không? Còn mình thì... Mình lấy. À, mình lấy thôi. Mình lấy chồng thôi còn đâu là chồng nó giã. Những cô gái người Mông thì đang mặc những cái bộ trang phục rất là đẹp, đúng là để những cái bộ để trên phục vụ cho đi hội và đi các cái ngày lễ ngày Tết đấy các bạn ạ. Đây này mình sẽ đi giới thiệu cho các bạn một số các cái bộ trang phục của người Mông. Đây này, một cái bộ trang phục của người Mông đây các bạn này, của bạn gái người Mông đấy. Đấy, đỉnh quá. Mà cái bộ này nó có lạnh không? À, nhưng mà bộ này là đi lễ hội với ngày Tết là mình mới mặc thôi đúng không? Đấy, một cái bộ này thì có đắt không? Phải bao nhiêu tiền? Một cái bộ... À, 1 triệu. Cả mũ cả miếc hay là mình tự làm? Tất cả những cái đồ này. Những cái này có đắt không? Cái này mua có đắt không? Đồng giá như hồi thi. À, thôi nó có nghĩa là nó không phải bằng bạc các bạn. Nếu bằng bạc thì nó đắt. Chung về khu vực sân tiểu phương viên để cùng tham gia. Đúng là đi hội quá nhỉ? Bình thường mình có bạn không hay là chỉ đi lễ hội với đi chơi thôi? À, đây là một hoạt động thường niên được huyện Mông Trải. Nhưng mà trang phục này lễ hội mới mặc thôi đúng không? Vào mỗi dịp. Ở nhà là không mặc đâu. Cuối năm lấy chồng thì mặc bộ này hay bộ đầu xuân và mặc sáng sớm hơn nữa à, đẹp hơn nữa chưa mấy cái này nó nhiều hơn trải đều tổ chức hội thi ra bánh dày với sự tham gia của
trang phục của người Mông. 20 đội trở lên. Và đấy là rất là đẹp, một cái hoạt động vừa sặc sỡ vừa nhiều cái bộ phụ kiện trang trí của các trại dành tặng cho toàn thể quý vị du khách. Chị Bắc Trấn ơi, xin mời các anh chị sẽ cùng tham gia ra bánh giày với các anh chị của Mông Trải đúng không ạ? Rồi, xin mời các anh chị xuống đây để cùng tham gia ra bánh giày giao lưu với các anh chị của Mông Trải. Đó, đây là bắt đầu cho xôi ra để giã đây. Các đội của chúng ta đã chuẩn bị rồi. Và ngay bây giờ thì quý vị sẽ được tham gia trải nghiệm ra bánh giày của người Mông. Các đội đã vào vị trí rồi. Vâng, và ngay bây giờ thì các đội của chúng tôi đang đổ những phần xôi nóng hổi vào trong cối giã để chuẩn bị giã bánh giày ngay bây giờ. Và xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta sẽ cùng về với khu vực sân tiểu khuôn viên để cùng tham dự và cùng trải nghiệm giã bánh giày của người Mông. Ở đây thì nó sẽ cho những cái quả trứng này vào đây cho nó khỏi dính nhá, cái lòng đỏ trứng ấy. Xôi thì đã được cho ra các cái gọi là cái để giã đây. Cái này gọi là cái gì? Cái đăng ạ. Cái mâu trứng mông của lưu đăng. Lưu đăng. Cho ra xôi, cho ra cái lưu đăng luôn ạ. Lưu đăng. Đăng tú quá. Vâng, đăng quá. Những cái vị khách đến đây là sẽ trải nghiệm thử cái món xôi của người Mông luôn ạ. Ngon không chị? Và sau đó sẽ là em thử một cái nhá. Phương đoạn giã rồi. Ui, dẻo lắm các bạn này. Đây. Đó, bây giờ đây các anh ấy bắt đầu giã các bạn ạ. Hiện nay thì các đội tham gia thực hiện trải nghiệm ra bánh giày của mình. Và khi các đội của chúng tôi hoàn thiện xong công đoạn ra bánh giày cũng như là xếp thời bánh giày thì quý vị sẽ được thưởng thức những miếng bánh giày dẻo thơm nhất của huyện Mù Căng Chải tại lễ hội năm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
giã bằng gạo nếp cẩm các bạn ạ. Giờ thì cũng đã được xong rồi. Không bán. Thế có cho không? Không bán thì tặng thôi đúng không? Thì cho thôi, không bán đâu. Tặng thôi. À, đây thì những cái bánh màu nếp cẩm các bạn ạ. Được giã và cũng đang được bày ở đây rồi. Tí nữa thì các bạn, tí nữa thì các cả các du khách ở đây thì đều được thưởng thức hết ra các bạn nhé. Và không bán. Đây là một cái trải nghiệm trong cái dịp lễ hội này cơ mà. Sau khi ra xong thì sẽ mời tất cả các cái du khách ở đây thưởng thức tại chỗ luôn. Đây thì đã làm xong rồi các bạn này. Đã mệt không? Mệt. Cái này thì Tết nào cũng ra? Tết nào ra? Thế là cứ anh nào ra khỏe là lấy được vợ đúng không? Vâng ạ. Đây là cái đội này là giã hơi chậm hơn nên là vẫn chưa xong các bạn ạ. Bây giờ nó phải nhuyễn, nó phải dính vào cái kia cơ. Đây thì cái phần trải nghiệm ra bánh dày này cũng thu hút được khá là đông các cái du khách các bạn ạ. Đây các bạn ạ, quay tầm bạn toàn cảnh cái khu ra bánh dày các bạn ạ, rất là đông. Thậm chí là có những cái bạn đến để chơi cũng có thể vào giã được các bạn ạ. Em gái xinh gái quá. Đi hội với ai em? Dạ. Em đi hội với ai? Em đi một mình thôi ạ. Đi một mình nhá. Cô xin gái này đi một mình nhá. Thật. Thật mà. Em ở đâu? Em cũng đi một mình ạ. Ừ. Nhà em ở trên La Văn Tận á. Em là người Mù Căng Chải. Em Mù Căng Chải ạ? Em ở La Văn Tận ạ? Không qua anh lên thì em lại ở dưới này rồi. Em vừa xuống à? Tối qua em ở dưới này rồi ạ. Tối qua em đi tham gia lễ hội em ở dưới này luôn. Thế người yêu đâu mà đi một mình? Ở nhà anh ạ. Người yêu ở nhà? Vâng. Em gái, em mình là người gì? Một em gái Mông rất là xinh đẹp này. Em tên là gì nhỉ? Em tên là Nung. Nung à? Thế đội giã bánh dày của mình là đội nào? Đội ở đâu? Hay là mình đi chơi thôi? Không, em đi chơi thôi ạ. Em đang học à hay là học xong rồi? Dạ em học xong rồi. Xong rồi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm bao nhiêu? Em năm nay 24 tuổi. 24 tuổi. À thế có gia đình rồi chứ? Dạ em có. Nhìn cứ như là trẻ con đấy nhỉ? Chắc tại xinh quá. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em đi chơi nhá. Em đi chơi. Có một bạn gái người Mông rất là xinh các bạn ạ. Nhưng mà tiếc là bạn ấy có chồng rồi. Đây là những cái bánh dày đã được làm xong rồi các bạn ạ. À, cái này không có. Anh ơi, bánh dày này nó chỉ như này không có nhân à? Không ạ, không có nhân. Thế tí mình ăn thì ăn với cái gì hay là cứ thế này ăn thôi? À, chấm mật ong. Lần đầu biết là bánh dày được chấm với mật ong á, một số nơi thì sẽ có chấm với vừng ấy, muối vừng hay sao các bạn ạ. Ở đây thì sẽ được chấm với mật ong và tí nữa thì sẽ được thưởng thức các bạn ạ. Dẻo thơm nhất của cái chàng trai cô gái người Mông của cái trải tại lễ hội năm nay là khu vực là sân Kiểu Không Biên. Thì phần đa các đội thì đều đã sắp sửa hoàn thành hết những cái phần giã bánh dày của mình rồi các bạn ạ. Bây giờ thì đang cho nặn bánh ra thôi. Đó. Các cái đội thì cái về phần giã thì đã hoàn thành hết rồi. Đó. Có những đội thì cũng đã nặn xong rồi này các bạn này. Đó. Rất nhiều đội đã hoàn thành rồi. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, giã bánh dày là một hoạt động thường niên được huyện Mù Căng Chải tổ chức vào các dịp cuối năm và chào xuân năm mới. Và năm nay thì quý vị chia em này vừa giã xong rồi nhỉ? Em vừa giã xong đúng không? Giã không mệt đâu. Và một chút nữa thôi. Thế mình có thường xuyên giã không hay là chỉ dịp lễ này mình mới giã thôi? Lên bàn rồi. Và một chút nữa thì xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức những miếng bánh dày dẻo thơm nhất của các chàng trai cô gái người Mông. Đi lễ
trong buổi sáng ngày hôm nay tại khu vực sân của Xuân Viên. À, có nghĩa là bên nhà trai sẽ chuẩn bị gạo nếp với ấy, xong là nhà gái sẽ sang đấy ra. Ở bên nhà trai ra, xong rồi bên nhà gái. Hội năm nay. Và xin chúc mừng những người. À, đi có nghĩa là đi hỏi là sẽ phải ra bánh dày để đem đến nhà gái. Không, có một số của các chàng trai bây giờ ở đây cũng có một số. Xin chúc mừng những người. Hay làm hay ra bánh như thế, còn một số người thì đã bỏ kế hôm nay rồi nhưng mà vẫn còn. À đó, à, ví dụ là quy định bao nhiêu bánh để đi. À đó, à, ví dụ như muốn lấy vợ người Mông mà vào nhà nào và bắt ráp bánh dày là các bạn sẽ phải ráp bánh dày thì mới để ăn, mới hỏi được vợ đấy các bạn ạ. Đấy là lấy vợ người Mông ạ. Em là đã có gia đình chưa? Dạ em có gia đình rồi. À, thế ngày trước lấy vợ thì có bắt bên nhà trai ráp bánh không? Có ạ, em vẫn phải ráp nhưng mà bên nhà chồng em thì không biết, không có tục ráp bánh này nên là bên nhà gái sẽ tự chuẩn bị bánh để chia cho. Bởi vì bánh này là chủ yếu là bên nhà trai chuẩn bị cho bên nhà gái để chia cho anh em ở bên nhà gái, nhưng mà nhà chồng em không có tục này nên là bên nhà gái bọn em sẽ tự chuẩn bị rồi lại tự chia cho anh em bên nhà gái. À, thế chồng em là bên người cũng là người Mông hay là người Mông nhưng mà không phải người có tục này nên là họ không làm. À đúng rồi, Mông, người Mông thì có nhiều đúng không? Như em là người Mông gì? Em là Mông gì? Em là Mông Lầy, người gọi Mông Hoa. À Mông Hoa. Vâng ạ. Đó là cái phong tục của người Mông các bạn ạ. Lấy vợ thì sẽ phải sẽ ra bánh dày. Rồi, anh cảm ơn em nhé. À, sẽ nặn ra sao lại cắt ra đấy, cắt ra để à, vâng, đây, đây các bạn này sẽ được thưởng thức thử luôn cái bánh dày ở tại chỗ luôn các bạn ạ. Ôi nó dẻo lắm các bạn ạ. Anh mua bán đi. Có ai mua không? Đây là cái bánh bằng nếp nếp cẩm các bạn ạ. À, sẽ dùng cái dây để cắt à? Hôm nay chủ yếu là dùng dây, không dùng dây không cắt được đâu các bạn. À, nếu mà thì mình phải dùng sợi lanh ấy. À sợi cây lanh ạ. Sợi cây lanh ấy. Bánh như nhau. Có thể đằng nào cũng cắt ra sao cũng nặng cái bé thôi. Bé nó là không đúng theo quy cách. À cái mông mình lại phải nặng to này xong là cắt ra. Xin mời anh. Cảm ơn. Rất là dẻo các bạn ạ. Anh nhìn là cái đấy cả huyện là biết. Chấm luôn. Vâng, đây em đang ăn cái này còn chưa hết anh ạ. Xong. À, ở đây thì các du khách đến thì sẽ được mời ăn bánh dày luôn các bạn ạ. Cái này bánh dày vừa được giã trực tiếp ra vẫn còn nóng các bạn. Ăn rất là ngon. Oh. Này anh mua về làm quà anh. Ừ. À, anh thấy cái trải nghiệm ra bánh dày ở đây nó như thế nào? À, nó cũng đông vui thôi. Thưởng thức là tí hương vị. Vâng. Của nó. Tôi đi ra trải nghiệm rồi thì mua mấy cái về làm quà cho các thủ trưởng. Vâng. Rất tuyệt các vời. Thủ trưởng ở thì chỉ nghe được nghe nói thôi chứ chẳng được nhìn thấy. Ở dưới cũng có bánh dày nhưng mà nó không ngon được như này. Đúng rồi. À, đây là những bánh dày được giã trực tiếp từ gạo luôn, không có mà. Những cô gái này vừa mới ra bánh dày rất là nhiệt tình nhau lên này. Bây giờ bắt đầu là thưởng thức chính những cái thành quả mà các cô ấy đã làm ra. Mình ở kênh TV 80 thôi. Mình TV 80. Anh em mà quan tâm. Mẹ anh quan tâm. Đây, đây. Đây này, bà cứ ăn đi. Ăn thoải mái. Ăn. Ở đây thì ăn không hạn chế các bạn ạ. Nhưng mà đem về không ai cho đâu nhau. Đây các bạn này ăn bánh dày chấm mật ong á. Cái này bánh này cũng chấm được à? Được ạ. Chấm được. Mà ong rừng đấy. Ờ, mật ong rừng đấy các bạn ạ. Nghe ngon lắm. Chấm mật ong ăn nó khác hẳn luôn. Vâng. Ngon lắm anh em. Khách đến chơi hội và thưởng thức bánh dày các bạn ạ. Thì cảm nghĩ thế nào về
cái món bánh dày này. Bánh rất là ngon, dẻo ạ. Và được được bánh mà em rất là thích. Và đặc biệt hôm nay đây... À thế là chị cũng hay lên đây chơi à? À nhưng mà có lần nào được dã bánh dày như này không? Hay là đây là hay đây là đầu tiên? Chỉ đã làm một này là cũng mua về để làm quà đây. Cái này chị ơi cho em. Đây các bạn ạ, hôm nay thì mình được một bạn gái rất là xinh, bạn gái người Mông mà nên tặng một cái bánh các bạn ạ. Đấy, cái này là được ưu tiên đặc biệt đấy. Các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ được ăn bánh dày và chấm với mật ong xem như thế nào nhé. Đây các bạn, hương vị nó sẽ như thế nào, được khác hay không. Một bạn gái rất là xinh và nên tặng một cái bánh. Anh cảm ơn nhé. Các đội của chúng tôi đã thực hiện xong phần thi dạ, phần dạ bánh dày cho quý vị trải nghiệm. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức những bánh dày dẻo tươi nhất của Mù Căng Chải trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đây cũng là một món quà tri ân hết sức đặc ngon biệt. Ngon không? Bánh ngon không? Toàn thể quý vị du khách tham gia lễ hội năm nay. Và xin được mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức những em gái rất là xinh dẻo thơm nhất của Mù Căng Chải. Bánh dày. Và sẽ bánh dày chấm mật ong thôi nhé. Miếng mua một cái bánh dày để mang về làm quà cho người thân. Anh có vào đây đâu? Lên đây. Anh cho em một miếng bé bé được không? Một to quá. Anh phải ăn miếng to to thì nó mới ngon chứ anh. Cái này miếng bé nhất rồi. Đó, đây là miếng bé nhất. Chấm mật ong. Đây là mật ong rừng. Mấy em gái không ăn bánh à? Đây ở đâu, ở xa đây không? Dạ. Em ở đâu? Em trên Bình Nha. Từ đây đến xa không? Từ đây đến nhà là 12 km. Thì xuống đây, hôm nay mới xuống đây à? Xuống mấy hôm rồi? Học đang học cấp 3 à? Vâng ạ. Cô gái người Mông rất là xinh đi trải nghiệm. Một lần nữa thì có thể chúc thưởng thức bánh dày. Mình vừa đưa các bạn đi trải nghiệm về phần da bánh dày của người Mông các bạn ạ. Bây giờ thì phần đa các đội thì các xa thì đều đã dã xong rồi và đã tạo ra những cái miếng bánh rất là ngon để mời du khách rồi các bạn ạ. Đúng, và mình cũng được một bạn gái bạn ấy tặng một cái bánh để về để làm quà. Thì bây giờ thì mình cũng xin phép kết thúc cái video về cái trải nghiệm về dã bánh dày của người Mông tại Festival lễ hội Khèn Mông các bạn nhé. Xin hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo về các cái hành trình khám phá cũng như là tìm hiểu về các cái phong tục tập quán của các cái vùng miền các bạn ạ. Bây giờ thì mình xin phép chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video tiếp theo. Thank you.